Quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, người giúp việc đã trở thành một nghề nghiệp phổ biến và trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu trong một số gia đình. Thế nhưng, những hình ảnh mà quý vị và các bạn thấy trên video clip những ngày vừa qua lại không phải là hiếm. Tại sao lại như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về vấn đề này với tiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng văn phòng luật sư toàn cầu, đoàn luật sư Hà Nội. Chào ông, đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Khi mà nhìn thấy cái hình ảnh được ghi lại bằng camera vụ người giúp việc đánh trẻ em sơ sinh tại nhà thì dưới góc độ pháp luật thì ông cảm thấy như thế nào ạ? Thì như hiện nay có thể thấy rằng là nó có một cái lỗ hổng rất lớn mà pháp luật nó chưa điều chỉnh. Tức là những cái người đó họ làm những cái công việc thường xuyên, liên tục, thế nhưng mà lại không xác lập các cái quan hệ pháp luật về hợp đồng lao động và cũng không có những cái điều kiện hay tiêu chuẩn, ví dụ như về sức khỏe này, trong đó có sức khỏe tâm thần, rồi các cái bệnh truyền nhiễm. Thế và chính vì vậy cho nên là do pháp luật không quy định cho nên người ta tuyển dụng một cách nó cũng có thể nói là theo cái hình thức là truyền miệng, người này nhờ người khác hoặc là thông qua các cái trung tâm môi giới. Điều này nếu như mà không kịp thời có những cái quy định của pháp luật cũng như là có những cái sự tuyên truyền phổ biến của các cơ quan có thẩm quyền thì chắc chắn là có thể sẽ xảy ra nhiều các cái tiền lệ tương tự như vậy. Tức là những cái người giúp việc họ có thể có những cái hành xử không phù hợp gây tổn hại nghiêm trọng đến cái sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Chúng ta thấy những cái hình ảnh như vậy thì không phải là lần đầu tiên. Vậy thì nguyên nhân từ đâu dẫn đến những tình trạng như vậy ạ? Tôi cho rằng là có thể do có những cái sự xung đột, các cái lợi ích khác nhau, ví dụ như tiền lương hoặc là các cái quan hệ đối xử. Thế và chúng ta có thể thấy rằng là có một vấn đề mà người Việt Nam ấy là không có cái tính chuyên nghiệp. Tức là nhiều khi người ta do không được giáo dục, không được đào tạo, không được rèn luyện và cũng không có cái sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý. Thế chính vì vậy cho nên là bản thân họ, những cái người giúp việc ấy, luôn cho rằng là có thể mình bị đối xử bất công hoặc là có những thái độ hoặc là họ có thể trong lòng có những cái sự đố kỵ nhỏ nhen hoặc ganh ghét. Thế thì chính vì họ mang nặng những cái tư tưởng như vậy cho nên là nó mới dẫn ra cái hậu quả như thế này. Thì rõ ràng là cái thị trường nhu cầu người giúp việc gia đình và trông trẻ cho gia đình thì rất lớn, nhưng mà nó không có chưa có những cái sự đào tạo mang tính chuyên nghiệp. Và ở đây nó rõ ràng đã đặt ra một vấn đề là các bậc cha mẹ và những người mà có nhu cầu sử dụng các cái lao động giúp việc trong gia đình, trong đó có việc trông trẻ nhỏ, sẽ phải có những cái sự tìm hiểu và đồng thời bản thân họ phải trở thành những người tiêu dùng thông minh. Tức là bản thân họ cũng phải có những cái sự lựa chọn nhất định để đảm bảo rằng là những người giúp việc ấy họ sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp. Ở trong trường hợp này thì người giúp việc sẽ phải chịu mức xử lý của pháp luật là như thế nào ạ? Rõ ràng là người giúp việc đó sẽ bị khởi tố. Và đối tượng trong trường hợp này còn có những cái tình tiết tăng nặng vì đối tượng mà bị xâm hại là trẻ em. Về khung pháp luật thì đã có hết rồi. Vấn đề quan trọng bây giờ tức là gắn với từng vụ việc cụ thể thì người ta sẽ tìm ra được cái cách thức mà để xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật. Vậy thì ông có thể nêu ra các bước trong thời điểm hiện tại mà các bậc phụ huynh cần phải làm để bảo vệ quyền lợi của con em mình, những người trực tiếp bị xâm phạm không thưa ông? Những người mà bị xâm phạm trực tiếp thì trước hết việc đầu tiên thì họ có thể gửi tới làm đơn, gửi tới các cái cơ quan tiến hành tố tụng như cơ quan công an, viện kiểm sát để yêu cầu điều tra làm rõ đối với các cái hành vi ngược đãi hoặc là hành hạ hoặc là cố ý gây thương tích. Thế thì trong trường hợp đấy thì họ có thể yêu cầu các cái cơ quan bảo vệ bà mẹ trẻ em hoặc là các cái đoàn thể có liên quan. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chỉ cần với các cái chứng cứ rõ ràng như vậy thì chỉ cần cơ quan công an cũng có thể xử lý được rồi. Và bên cạnh những điều đấy thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì để phòng chống tình trạng này ngay từ ban đầu ạ? Tôi cho rằng là khi mà những cái bậc cha mẹ hoặc những gia đình có nhu cầu cần tuyển dụng người giúp việc ấy thì phải thông qua các cái kênh thông tin để mà kiểm tra được những cái người mà sẽ giúp việc cho mình ấy, là họ không còn là những người tốt, có nhân thân tốt. Thứ hai nữa là pháp luật cũng phải quy định và bản thân những cái gia đình đấy cũng cần phải yêu cầu là họ phải kiểm tra sức khỏe. Ví dụ như là có các cái bệnh truyền nhiễm hay không, có tiền sử bệnh tâm thần hay không.
và những cái dấu hiệu khác. Thế còn từ phía các cơ quan chức năng có giải pháp nào để có thể ngăn chặn tình trạng này không thưa ông? Pháp luật cũng phải điều chỉnh những cái quan hệ pháp luật lao động này là một. Thứ hai, đưa ra các cái coi đây như là một ngành nghề thì phải có những cái chủ trương để mà đào tạo những cái người làm cái nghề này để nâng cao kỹ năng cho họ cả về mặt tức là tay nghề này, kỹ năng này, thói quen này, rồi họ còn phải được trang bị những cái kiến thức đầy đủ về mặt tâm lý để họ làm những công việc cái mang tính chuyên nghiệp. Có thể nói là cái tâm lý tiểu nông ấy, nó vẫn còn ăn rất sâu vào trong những người giúp việc và nó không có tính chuyên nghiệp. Nó bằng cảm xúc, yêu quý thì làm tốt, còn nếu mà chống đối hoặc là cảm thấy tự ti hoặc là cảm thấy mình thế này thế khác thì khi đấy họ sẽ làm việc không tốt và có thể gây ra nguy hại rất lớn cho xã hội và trực tiếp là cho những cái gia đình tuyển dụng họ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, việc sử dụng người giúp việc thì khá phổ biến, thế nhưng mà làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho gia đình mình, cho con em mình thì lại chưa mấy ai chú tâm. Và chúng tôi mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi của luật sư thì sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức đảm bảo về mặt pháp luật và quyền lợi cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình. Và bây giờ thì sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua. Lớp mẫu giáo mầm xanh bạo hành trẻ em. Sáng ngày 26 tháng 11, người dân vô cùng phẫn nộ khi clip bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí. Theo clip ghi lại cho thấy, bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục này đã có nhiều hành vi bạo hành trẻ. Cụ thể là ba bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân và các vật dụng để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí họ còn dùng dao để đe dọa trẻ. Qua sự việc được phản ánh, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã chỉ đạo Phòng Giáo dục quận 12 cùng các ban ngành liên quan để làm việc và xử lý. Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành đã ra quyết định đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Mầm Xanh. Chuyển sang một thông tin tiếp theo, an toàn, an ninh nông thôn, canh tác sản xuất tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nhà ở, nhà hàng, nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng. Nhà xưởng, nhà hàng, nhà ở vi phạm trật tự xây dựng không chỉ tràn lan nơi rìa làng, dọc đường quốc lộ mà còn vô tư mọc ngay giữa cánh đồng đang canh tác. Tất cả đang làm thu hẹp diện tích đất canh tác, khiến người dân thiếu đất để sản xuất. Nguy cơ mất an toàn, an ninh nông thôn, các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích diễn ra ở hầu hết các xóm trên địa bàn thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Nguy hiểm hơn, hàng nghìn mét vuông đất bờ sôi ruộng mật với cơ sở hạ tầng, thủy lợi thuận lợi cho canh tác đã được hô biến thành các nhà xưởng, nhà hàng để sản xuất, kinh doanh kiếm lời, gây thất thoát thuế nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, Bông Sen Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã gọi tên một bộ phim làm sốt các phòng vé trong suốt thời gian dài mang tên Em Chưa 18. Đúng với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tối ngày 28 tháng 11 tại Đà Nẵng đã chính thức khép lại với sự vinh danh những tài năng trẻ, đạo diễn trẻ, những người kế cận của sự nghiệp điện ảnh Việt Nam. Thông tin văn hóa vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!